Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con trai Lương Thế Thành Thúy Diệm được bố mẹ cho ra nước ngoài nghỉ hè hưởng cuộc sống sang chảnh. Mới hơn 4 tuổi, Bảo Bảo có chuyến đi mà nhiều người lớn cũng phải ghen tị. Cậu nhóc Bảo Bảo con trai diễn viên Thúy Diệm và Lương Thế Thành vừa kết thúc chuyến du lịch nghỉ dưỡng 10 ngày cùng bố mẹ tại xứ sở chùa vàng Thái Lan và chuẩn bị trở về Sài Gòn. Được biết đây là chuyến đi mà vợ chồng Lương Thế Thành dành tặng cho Bảo Bảo nhân dịp nghỉ hè. Bên cạnh đó cậu nhóc còn khám phá thế giới xung quanh, học hỏi mọi thứ. Chuyến này dẫn anh nhỏ đi chơi lên rừng xuống biển ra thành thị, anh nhỏ thích lắm. Nói quá trời nói luôn, Bảo bảo ngoan, học giỏi, móc ba mẹ dẫn con đi chơi tiếp nhé. Lương Thế Thành chia sẻ về cảm xúc của con trai trong suốt hành trình đi chơi. Qua những bức ảnh có thể thấy được, Bảo Bảo dù chỉ mới 4 tuổi đã theo chân bố mẹ tới nhiều địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan. Bên cạnh đó, cậu nhóc cũng học cách hưởng thụ cuộc sống sang chảnh. Bảo Bảo khi thì được đi du ngoạn trên thuyền lên đên sông nước ngắm cảnh, lúc thì vào rừng, khi thì ngồi uống trà thượng ngoạn hay dạo chơi ở các khu phố Thái Lan xăm ức vào buổi tối. Những ngày cuối cùng, Bảo Bảo theo chân bố mẹ tới ngôi chùa nổi tiếng của Thái Lan với không gian rộng và đẹp. Nhìn thôi cũng khiến nhiều người phải ao ước được hưởng cuộc sống như cậu bé. Mặc dù chuyến đi kéo dài 10 ngày và tới nhiều nơi, nhưng Bảo Bảo vẫn rất trọn vía, khỏe mạnh và hào hứng trong suốt chuyến đi nên bố mẹ cũng rất an tâm. Có thể thấy thông qua chuyến đi lần này, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm kết hợp cho Bảo Bảo vui chơi nhưng cũng là cách để bé học hỏi, gia tăng, kết nối với bố mẹ. Trong suốt chuyến đi, Bảo Bảo được ba Lương Thế Thành chăm sóc là chủ yếu, còn mẹ Thúy Diễm chỉ việc ngắm cảnh và check in. Đôi lúc nhóc tì cũng nhộn nhẹo ra mặt hoặc làm điệu bầu chiêu giống người lớn khiến mẹ phải bật cười. Mới ba lớn bắt người ta chiêu chiêu rồi, hôm nay mẹ cho ở một nơi đẹp quá, vô tận sâu trên núi, suối chạy róc rách bao quanh mây bay lơ lửng ở trong một bản làng cổ xưa thật đẹp thúy diệm hài hước kể được biết cậu nhóc bảo bảo hiện tại vừa bước vào tuổi thứ tư được nhận xét điện trai giống bố ngoan ngoãn và tiếp thu nhanh từ nhỏ bảo bảo đã thường xuyên được bố mẹ đưa đi du lịch có thời gian rảnh rỗi là hai vợ chồng rủ nhau đi du lịch cho bảo bảo cơ hội được chạm vào vùng đất mới nữ diễn viên cho hay có lẽ cũng chính vì thế mà bảo bảo luôn tỏ ra dạng dị với tất cả mọi thứ mới lạ Cậu nhóc được bố mẹ đầu tư học tiếng Anh nên nói rất tốt. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía nam diễn viên, con trai anh nói tiếng Việt còn khá ngọng và khó nghe. Có lúc bảo bảo đang điểm số bằng tiếng Việt nhưng lại chuyển sang nói tiếng Anh. Thấy con trai như vậy, Lương Thế Thành luôn kiên nhẫn giảng dạy và dạy con từ từ để cậu bé nói được nhiều tiếng Việt hơn. Bảo bảo được bố mẹ chăm sóc kỹ càng nhưng không áp lực với con. Hai vợ chồng Lương Thế Thành chia sẻ tiêu chí không dạy con bằng đòn roi mà bằng sự mềm mỏng, chỉ ra cách sai cho con dần tiến bộ. Nữ diễn viên phim Cát Đỏ đặc biệt quan tâm đến cách ứng sự của con và luôn dạy con biết tôn trọng người lớn, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.